bị bắt bóp rồi chị. Rồi chơi giùm em nha, tương tác để không có bị ẩn comment nha mấy người đẹp, cho nó chừa. Rồi vô tương tác để không bị ẩn comment nha mấy đẹp. Nhỏ nhạt xíu à. Tương tác giùm em chung để không bao giờ bị ẩn comment nha mấy bà ơi. Rồi vô chọn bài, ví dụ như bạn nào mà vô mà đầu like á, mọi người comment cho em là ừ Dung ơi thấy em không, để khi mà để Dung đọc và Dung thấy để khi mọi người comment lên nó không sẽ không có bị ẩn. Nhớ nha, vừa like và vừa share luôn nha mọi người, like share comment ba cái đó luôn nghe. Bộ Dung mặc cũng bán lúc tối á, có 100 sale còn có 125 mà hàng rất là xịn luôn. Rồi vô để em tặng quà cho mọi người, set em mặc siêu đẹp đó, em nói thấy không trời. Lúc tối á là mọi người Dung nói cho mọi người là cái bộ này đúng không, cái bộ này là dưới 52 kg mới mặc đẹp. Mọi người thấy em gần 56 kg mà em mặc đẹp không đó, mặc mình nhỏ xí xí, mặc dù cặp chân rất là to. Mại vô ế quá rồi chị ơi, mại vô nha chị. Rồi vô thì em nhá, tương tác thì nó không có bị ẩn comment để em tặng quà đầu la rất là nhiều luôn ha. Nên mấy chị em là tương tác thì không có bị ẩn comment đầu tí la. Đồ lúc nào em cũng bán tặng mọi người rất là rẻ, cho nên mọi người ráng tương tác để nó không tiện comment. Và hôm nay like share cho mọi người thêm một like nữa, mọi người dồn đơn đi luôn giùm em nha. Rồi hello mọi người, ai cùng với vô thì mọi người chấm bài giùm em cái. Với lại là share bài giùm em nha. Vừa nha, 3m50 nặng 1kg. Nói chung là cái set này nó không kém phong đâu mấy chị. Cao hay là thấp hay là béo hay là gầy đều mặc rất là cưng. Mọi người thấy không, 57kg mà mọi người 56kg mọi người thấy mặc em mặc gọn không, tưởng em có 4 mấy kg thôi đó, chứ em là 56kg là đó mọi người. Rồi tương tác thì không có bị ẩn comment nha mấy bà ơi, tương tác thì không có bị ẩn comment trong cái like này nhá. Thì tôi tặng quà cho mọi người quá trời, quà cho mấy bè luôn này nè. Tương tác giùm em nha mọi người ơi, tương tác thì không có bị ẩn comment nha. Ai mà ví dụ như mà vô like mà muốn em thấy mọi người chấm bài nhiều lên, hoặc là mọi người hỏi em có thể thấy không, cho em một nút like, một nút share để biết được nè, ở trong này là có quần nha, để anh chị em ngồi nha mọi người. Em nói một chiếc ở đằng trong chứ không phải nha mọi người. Rồi vô giùm em tương tác thì không có bị ẩn comment như mấy bà, tặng những bà set này hay xịt lắm. Set này là một cái áo sơ mi cộng với lại là một cái quần mã nha, em đọc mã như thế nào là mọi người phải comment đúng mã như vậy, không là không có đúng.
cũng thích like ở đây nữa mấy bè. Đó. Đó, bà Sen giùm em nha. Đó, có 17 lượt chia sẻ, 16 lượt chia sẻ bà. Bà vô tí là thì em bấm đơn cho mấy chị rồi á. Không kiểm tra được xe là bấm đơn cho mấy chị luôn rồi đó. Không ai chia sẻ bà hết trơn luôn. Chịu chết. Trời ơi, mấy chị giảng chia sẻ giùm em nha. Chia sẻ mà mấy chị vô comment rồi, nhìn lại có 16 lượt chia sẻ rồi, em muốn xỉu té ngang luôn á. Mọi người chia sẻ nhiều giùm em để nó có tương tác với mọi người. Chứ chia sẻ được có mười mấy, hai mấy lượt chia sẻ sao em like tặng với mọi người được nha. Mình vô mình có hội nhóm, ví dụ như hội nhóm vài ba hội nhóm mọi người chia sẻ cho em vài ba hội nhóm là ok, mình thoát ra là ok. Chứ đằng này ai cũng vô comment mã tặng mà không ai chia sẻ làm sao mình bấm đơn được. Không đủ lượt chia sẻ nữa, không bấm đơn được đâu mấy chị ơi, ít lắm những 100 mấy 200 lượt chia sẻ cho em nha. Rồi mã này giùm em, hèn gì em nói là sao mà nó cứ đứng hoài ở cái lượt coi đó, mấy chị có chia sẻ đâu. Rồi comment giúp em mã này. Rồi đợt này là 145.000 em tặng mấy chị lên like luôn, 79.000 luôn đó. Comment giúp em cái đợt này là hàng xịn loại một nha mọi người. Đó, hàng rất là xịn và kèm túi nút như thế này nè mọi người, nhìn cái chất này. Rồi 79.000 một cái đồng, xuất sắc chưa. Rồi comment giúp em là đồng 79k, ráng tương tác đi đã rồi comment mấy chị ơi. Nói chung đâu có thấy tương tác đâu mà mấy chị vô comment chi vậy, quá trời quá đất không ai chia sẻ cho em bé luôn. Rồi áo này bà làm nhanh tay 10k luôn giùm em. Áo 2 dây em bán 85.000 đó, hàng này hàng xịn nha mọi người, để cho mọi người trên like 10k luôn. Comment giúp em là 10k nhá. Đó, ai lấy thì ghi giùm em là mã 10k. 10k luôn giùm em, áo 10k nha mọi người. Cho mấy chị xem này luôn, tặng tương tác. Tặng để lấy tương tác và lấy lượt xem, mà mấy bà không chịu xem cũng không chịu tương tác thì em không biết tặng cái gì luôn đó. Rồi mã này giùm em nha mọi người. Set giùm em 50 đi. Set 50.000, quần rất là đẹp nha mọi người nhá. Quần cực kỳ đẹp luôn. Rồi ghi giùm em nha, 50. Comment giúp em là mã 50 giùm em. Mã giùm em 50.000. Chia sẻ đi là mấy chị ơi, có mấy chục người chia sẻ cho bóng đơn được đó. Đủ trên 100 được chia sẻ cho mấy bóng đơn cho mấy chị được nha. Nào đủ 100 được chia sẻ em cứ lên mã, nào đủ 100 được chia sẻ thì báo em. Mới có 50 mấy lượt xe à. Mới có 50 mấy lượt chia sẻ chưa bóng đơn được đâu mấy chị. Chưa bóng đơn. Cái set này em like. Cái set này em like không. Chắc bán được chắc được một chưa được 10 bộ á. Mà đang hình bán hết mấy bộ luôn mọi người. Má cái set này ai nhận hàng về cũng mê hết á. Xe này rất là đẹp luôn, mà không biết bây giờ tặng chị xe này bao nhiêu tiền. Rất là xịn sò luôn mọi người. Xe này xịn lắm luôn á. Đủ lượt chia sẻ với chị ơi, có 56 lượt xe à. Ráng lên giùm em, đủ 100 lượt chia sẻ thì em mới bấm đơn được nha mấy chị. Cái này em sẽ bấm dựa vào lượt thống kê chia sẻ nhiều nhất. Bạn nào chia sẻ nhiều nhất thì chúng bấm. Như ở đây giờ có 1 người, 2 người chia sẻ. Ít quá em không bấm được rồi, người chia sẻ nhiều nhất mới có 3 lượt. Bà chia sẻ nhiều nhất mới có 3 lượt chia sẻ thôi đó mấy chị. Còn lại là mỗi chị một lượt chia sẻ cho hội nhóm luôn. Mỗi người chỉ có một lượt chia sẻ cho hội nhóm luôn á. Người nhiều nhất mới có 3 lượt chia sẻ này. Người nhiều nhất mới có 3 lượt chia sẻ thôi đó mấy chị. Rồi mã này đi giùm em, tặng cho mấy chị luôn. Thế này hàng rất là xịn nha mọi người. Thế này xịn sò cực kỳ luôn. Đây, mã này giùm em, nguyên cả set luôn nha mọi người. Má ơi xinh chưa. Rồi set này tặng cho bà nào nhanh tay 95.000 có set cho mấy chị. 95.000 chưa bấm đơn đâu, đúng rồi comment mấy chị ơi. Bây giờ em nó chưa thấy cái lượt chia sẻ nhảy lên, em chưa bấm cho ai hết mọi người. Bây giờ em dựa vào cái lượt thống kê thôi mọi người. Tại vì nó quá ít lượt chia sẻ luôn. Mỗi bà chia sẻ có 1 lần nè. Có 1 lần thì làm sao mà nó tương tác được mấy chị. Ráng chia sẻ lên giùm em nha. Ráng chia sẻ lên giùm em, người nhiều nhất mới có 3 lượt chia sẻ thì làm sao mà bấm đơn với bà được rồi. Áo này tặng luôn, áo này tặng luôn cho mấy chị nha. Áo này bà làm dây tay 39k luôn, có đủ 3 màu. Áo này em chơi cho mấy chị con một cái màu nâu nha, tại cho màu đen nhiều thì mấy chị có nhìn thấy không đó. 39.000 em bán 85.000 đó, tặng mấy chị 39.000 luôn. Áo này hàng bông rip hàng xịn nha, xét trung mặt là 125, xét trung mặt là 125 nhưng người đẹp. Rồi áo giùm em 39k. Comment cho em áo 39k có 3-4 cái. Chia sẻ thì không có bị ẩn comment. Xét chung mặt là 139. Alo 125. Xét chung mặt là 125 rồi. Áo 10k cho chị Anh Loan.
to thì mặt trời tím. Bài 9 hả? Còn một mã bài 9 với một mã bao nhiêu? Ủa sao mấy mã này không thấy comment ra? Nên là nó bị ẩn comment trời. Không thấy comment luôn. Còn một mã 39, còn một mã 49 với 79. Ngọc đi bong hàng rồi em ơi. Ngọc đi bong hàng rồi, bên thì xét nhưng mà xét không mặc còn hai vòng này nữa này. Xét không mặc còn hai vòng này nữa, siêu đẹp. Đây. Đây là cái gì? Xét không mặc còn một màu xanh với một màu hồng. Xanh hồng với lại là đời siêu đẹp tặng nhá. Còn nữa, lại hai mã kem chưa thấy, không biết là bị gì. Thì ở comment hay sao? Được có 3-4 người comment thấy ở đây à. Thấy được người nào vẫn chưa người đó luôn này đó. Rồi ghi giùm em nha. Đây, cái này ghi giùm em là màu bơ. Màu bơ nha mọi người, màu bơ. Đây. Đó. Hôm nay mới gửi nha, hôm nay mới gửi nha Phương ơi. Rồi cái này ghi giùm em là màu hồng. Set em đang mặc đấy nha mọi người, màu hồng và màu xanh lá. Có tăng 25 thì thôi, con siêu đẹp. Mà nào lấy thì chốt. Set em đang mặc, nó chất bao đẹp luôn. 125 nha mấy chị. Ai lấy 125 thì ghi giùm em là 125. Siêu cưng ha. Á ơi, vải nó dày kinh khủng luôn đó mọi người. Không phải hàng rẻ đâu, vải siêu dày luôn. Ở trong của nó là có quần nha. Nên mọi người khi mặc lên, mọi người mặc rất là thoải mái luôn. Ví dụ đi đâu hay là này kia. Có 125 nghìn à. Chỉ cho mọi người tên like, có 125 nghìn thôi. Cái này form chất siêu đẹp luôn. Màu em là màu lúc tôi em bán hết rồi, còn có 6 bộ ở đây à. Xét trắng cho Phương Thảo. Rồi hết trắng luôn. Rồi màu này em còn một màu xanh lá. Em còn một xanh lá duy nhất. Một hồng và một bơ là hết luôn. 63 ký thoải mái luôn em. Tại vì áo của nó giặt cánh chơi. Còn chân váy thì phi size rồi. Chân váy thì bao nhiêu ký cũng vô được. Tại vì nó luôn chung đó nè. Thoải mái lắm. Cái set này mọi người á hả, mập ú gầy gì đều mặc rất là đẹp. Vì là nó form như thế này nó hết giãn cực kỳ luôn. Rồi em còn một xanh bơ, một màu hồng với lại là một màu xanh lá là hết luôn. Đó, em mà 60 ký mặc màu xanh lá đi cho nó ốm người. Đưa hàng để mặc màu xanh lá cho nó ốm người mẹ. Rồi mã này em còn một đầm duy nhất tặng mọi người 99.000 luôn. Còn đúng một cái duy nhất nhé, hàng thiết kế. Xanh bơ cho Phương Thị Hương. Rồi mã này ghi giùm em nhá, còn đúng một cái thôi mấy bà. Để mấy bà 100.000 luôn đi, tại vì đầm này là hàng 175.000 rồi. Rồi ai lấy ghi giùm em nhá. Dạ chưa chị ơi, hôm nay mới gọi điện chốt đơn á. Đồ hôm qua là hôm nay mới gọi điện chốt đơn hết á chị. Hãy chốt đơn cho mấy chị lựa thêm, mấy chị đi hàng lần luôn. Rồi ghi giùm em nhá, đầm. Mấy chị em là đầm giùm em nhá, đầm màu kem. Rồi đầm này tặng với chị 79.000. Cho em xem lại màu xem chị đang mặc. Cái màu đang mặc là chị hết nha, chỉ còn đúng một màu xanh lá. Đó, màu xanh lá, trời ơi, màu xanh lá bao đẹp luôn, thề luôn. Màu xanh lá đẹp kinh khủng luôn các mọi người. Em không dám mặc màu xanh lá đó. Xanh lá mặc lên bao đẹp luôn. Rồi màu hồng. Màu hồng nha. Rồi và màu bơ. Form form là cái em đang mặc, nhưng mà màu em đang mặc hết mất tiêu rồi. Rồi cái này ghi em là bơ. Bơ là siêu trắng da luôn. Tại màu bơ nó chói thì nó trắng da mọi người. Đó, sắc chưa? Ở trong có quần nha. Rồi ai lấy thì ghi giùm em. Đầm 79.000 còn một cái. Đầm 79.000 nha mọi người. Ai lấy đầm ghi giùm em. Màu đẹp ha. Đổi địa chỉ hay sao vậy em ơi? Đây. Đầm 79.000 hàng cao cấp. Cái này bà nào mà dù sắp đi biển hoặc đi du lịch chứ. Mọi người mặc rất là đẹp luôn. Rồi ghi giùm em là đầm. Sẽ đang mặc hết rồi em ơi. Sẽ đang mặc hết rồi. Sẽ đang mặc có người lấy rồi. Không chốt lẹ rồi chuẩn bị hai cái má màu kia cũng hết luôn. Tại vì cái này em đã sale rồi mọi người. Mặc phong giá hàng rất là đẹp luôn. Rồi mã này thì em xem mọi người 99.000 ghi em là set caro. Phát sinh chưa này. Set caro 99k giùm em nhá mọi người ơi. Tương tác giùm em nha mọi người. Rồi set caro 99.000. Comment giùm em là set caro 99k giùm em. Ai lấy caro 99.000 giùm em là caro 99 có set duy nhất luôn. Comment giúp em là caro 99.000. Caro 99k giùm em. Mọi người muốn like thì nói nha. Đơn chưa có đi đâu hàng ơi. Dồn đơn trưa nay nữa là mới đi luôn nha. Trưa nay like một like này xong là chốt đơn cho mọi người đi hết á. Nên là dồn đơn trưa nay nữa. Rồi set này, cái này em tặng mọi người 100.000 luôn. Set này chất rất là xịn cho mọi người. Phong quần cho tới áo. Set này em cũng lấy một set mặc rất là đẹp luôn. Còn có set cuối cùng luôn. Rồi 100.000 ghi giùm em là set. Rồi cái áo này về cho chị mặc riêng ra.
này em tặng với chị luôn. Tương tác thì em đi xong thì ai chịu tương tác thì đã đợt đó hết rồi mà đúng không em? Cho đủ khuôn đầm 89. Còn 2 cái 89 rồi áo này bà nào nhanh tay thì được nha, tặng 45.000 luôn này. Áo ơi, áo 90.000 tặng cho mọi người 45.000 luôn, màu trắng, áo kèm màu giùm em nha. Rồi màu cam, màu trắng, màu cam, màu đen, màu hồng, màu xanh 45.000. Á à, em mà 45.000 cho em có đủ màu luôn á. Áo hàng siêu xịn cho mọi người. Mà cũng thuộc trên là bao đẹp, 45.000 kèm màu. Bạn nào lấy nhanh tay chốt đơn nha. Có đủ màu trên tay em là hết á. Màu này màu cam sữa. Đó. 45.000 kèm màu giúp em nha. 45.000 kèm màu. Đen cho là chị Hương. Áo này hết rồi đúng không? Rồi hết đen luôn. Xanh cho Linh Hương, rồi hết xanh. 45.000 thôi. Nhớ cho thêm một món video nha, hàng xã có chủ đô đưa với chị. Rồi cái này thêm em là màu cam, màu trắng và màu sữa. Cam trắng và hồng sữa cho mọi người. Đó. Có 45.000 thôi đó. Còn cái áo cũng xịn luôn. Rồi ai lấy thì liên em màu nha. Xe cho em hết 3 cái này cũng qua mẫu. Rồi sẵn 45.000 mà còn rớt màu chất xỉu á. Hết đen rồi em ơi. Còn 3 màu trên tay thôi. Trắng, cam với hồng. Sẵn có 45.000 mà còn ế lại chứ chân xỉu. Không biết like cái gì luôn đó mọi người. Này bắn lũ luôn á. Em hết đen rồi. Còn màu này thôi. Còn trắng. Ủa sao mai lấy màu trắng rồi. Màu trắng với màu cam đẹp chút xỉu luôn. Nè. Phong thường nha. Phải phong laptop đâu mấy chị. Rồi comment giúp em là màu nha. Ai lấy màu? Trời ơi, 45.000 mà còn ế. Em rất là like gì vậy? 45.000 mà còn ế. Anh like gì vậy trời? Đẹp xỉu quá. Màu sữa cho bà mặt trời tím. Xỉu. Rồi set này em còn 2 set. Set cam sale 120 luôn. Set cam của Modric 120. Set cam nha, 120 giùm em. Ghi giùm em là set cam 120. Cam 120. Set này bao đẹp luôn, cái cổ em mặc quá trời. Đẹp luôn. Rồi mã này ghi giùm em nha. Này màu hồng, quần legging á. Cái quần y chang, cái quần em bán quần legging cho mấy chị trăm mấy luôn á. Đó, thấy không? Bây giờ cả set có 120 à. Quá rẻ luôn á. Rồi ghi mẹ là set hồng 120 với set cam 120 chung nha. Hồng với cam 120. Cái set nó đẹp. Cái đẹp không? Thì đẹp luôn đó mọi người. Màu cam này. Siêu trắng da luôn. Cam 130 thật chị thương. Rồi thế 120 á, 120 á. Lấy xíu sau đây. Rồi em còn một hồng thôi là hết nha mấy chị. Rồi cái này ghi giùm em nha. Đầm, đầm này em còn có cái tặng mấy chị 70 luôn, đúng có cái à. Đầm cam 2 dây 145.000 đó. Còn có cái tặng bà nào nhanh tay thì được 70.000. Rồi ai lấy thì ghi giùm em. Lấy phiếu sao cho em rồi đó. Rồi comment giùm em nha. 70.000 đầm cao cấp 145 đó mọi người. Rồi 70 comment giùm em là đầm cam 70 giùm em. Áo ôi nó xịt. Cam 70.000, 145 rồi đó. Để mấy chị lựa giá thôi. Ai lấy thì ghi giùm em nha. Comment giùm em. Đầm cam. Đầm cam giùm em nha mọi người. Đầm kem. Cam 120 dùng hết rồi. Nhưng còn đầm thôi à. Rồi mã này ghi giùm em nha. Áo. Áo tặng mọi người 59.000 luôn. Comment giúp em là áo xanh 59. Xanh sáng đen. Còn 3 cái duy nhất. Xanh sáng đen 59k. Áo này là siêu đẹp nha mấy chị. Áo này từ vải, từ chất, từ form rất là đẹp luôn. Rồi comment giúp em nha. Mã này mã yếu. Nãy giờ nó cứ nhận mã yếu quá trời. Rồi ghi giúp em nha. Màu xanh, màu đen với màu sáng có 59.000. Áo này được tôi mặc với cái chân váy siêu đẹp luôn. Ai lấy áo thì ghi giùm em là áo nha mọi người ơi. Mọi người muốn lên cái gì mọi người nói với Dương nha. Dương lên cho. Muốn lên mã gì thì nói với em nè. Ôi buồn quá chị trời. Mưa buồn gặp khách buồn luôn. Em cứ buồn luôn. Rồi ghi giùm em nha. Mã này là body cao cấp. Sẵn cho chị 80 mà có cả 5.3. Xem mọi người 80.000 luôn. Comment giúp em là đầm 80. Ai lấy đầm 80 ghi giùm là đầm 80.000 nha. Đầm
là đồng tặng của tôi nha. Mọi người ơi, có ai đang coi không? Chấm cho em tải đi mọi người. Chấm tương tác giùm em cái nè. Ai đang coi không vậy? Tải giống một người nào chấm luôn đó. Sale rẻ mấy chị á, ép màu đậm cho chị kim dược Tây Ninh kèm size.
em thêm cái màu. Chị lấy màu gì á chị? Sẽ ép màu gì á? Đẹp ha. Cái này co giãn lắm đó chị ơi. Trời ơi, mặc cái quần lên siêu co giãn luôn á. Siêu co giãn. Đầm mây bông vô đăng. Chị Nam đăng lên cho chị. Đầm chị Nam đi. Thôi thì Ngọc Thắng cho chúng tướng lại địa chỉ nha. Mọi người nhớ bấm xác nhận đơn hàng giúp em nha. Đầm body chị đăng lên có chưa chị? Lờ màu đậm cho Thanh Tuyền. Ủa Tuyền lấy hai hai ấy luôn hả? Một đậm size S hay một đậm size L hả Tuyền? Cô thì Ngọc Thắng cho chúng tướng lại địa chỉ nha. Đầm body chị đăng lên có rồi á. Mà mã nào ta? Mã nào đầm body? Eo 2B đó hả? Hay sao bé? Rồi cái này ghi giùm em nha. Đậm với nhà kèm size giùm em nha. Đậm với nhà kèm size. Có lúc tối giùm mặt rồi á. Có những cái mẫu đang đây là luôn có sẵn ở đây nha. Rồi quần này em còn đúng hai cái sẵn đấy chị, chính chính nhìn luôn quần này đẹp ha. Nhìn cái chất quần đi, hàng 200 mấy luôn á. Cái này em săn sale được của Hot Girl á mọi người, nó rẻ ơi là rẻ luôn á. Em bán tặng với chị 99.000 tại em lấy về mặc á. Đầm body, đầm body khối ba lỗ, đầm body khối ba lỗ. Rồi đợi xíu tí là chị kiếm mã cho. Rồi ghi giùm em nha. Quần 99.000 hàng loại 1 luôn nha mấy má. Đây thấy chất với phong quần chưa? Đó, 99.000 quần trắng với lại là quần này đẹp lắm. Trời ơi, hàng của Hot Girl đó mấy chị. Đó, nhưng bán tặng mấy chị người ta bán 300 mấy là set luôn cho Ngọc Thắng. Set luôn 135 á. Set luôn 135 cho Ngọc Thắng. Quần này là em nói mọi người cầm lên cái chất là xỉn ngang á. Xe cho mấy chị 100.000 thôi. Cho mấy chị về mặt tại còn được có cả hai cái à. Ai lấy thì ghi giùm em nhé. Đó, ai lấy thì ghi giùm em mặc quần kèm màu kèm mặt. Đẹp xuất sắc luôn. Rồi xét 135 em còn một cam với lại một sáng nữa là hết. Cái này mọi người mua giá 135 là hồi lắm luôn đó mọi người. Lời tiền lắm luôn đó. Rồi em còn một cam với một sáng nữa là hết nha. Ai lấy cam với sáng thì ghi giùm em mặc cam với sáng. Bạn nào trắng da thì mặc màu cam. Đấy, màu cam siêu đẹp. Trắng da thì mặc màu cam. Màu cam đẹp ha. Ôi, cái phong quần mấy chị không xịt không lấy tiền. Và màu xám. Ai lấy thì ghi giùm em nhá. Cam với xám. Comment giúp em là cam với xám nha mọi người. Đây, màu xám mà không có kén da. Mọi người mặc da ngâm hay là da như thế nào mặc cũng ok hết. Rồi comment giúp em nha. Màu cam với màu xám giùm em. Comment giúp em là cam với xám. Cái đầm body mà phối hết là đầm nào cam không phải. Cái đầm có áo khoác ở ngoài có không? Rồi comment giúp em rồi quần này xem với chị 90 luôn. Quần hàng siêu cấp nha mọi người, 90. Ai lấy quần 90 thì ghi giùm em là quần 90 nha. Không phải đâu. Quần 90. Comment giúp em là quần 90.000 nha mọi người. Quần 90 màu trắng với lại là màu xanh với màu đen. Xe cho mấy chị Tela còn chữ 90 chấm bài giúp em đi cả nhà. Nhìn cái chất quần này mọi người xịt ha. À, cái quần bao đỉnh luôn á. Cái này mọi người biết chứ cái gì cũng đẹp hết. Biết chứ cái gì cũng đẹp luôn á. Rồi cái này thì giùm em là màu xanh và màu trắng. Chấm bài giùm em đi cả nhà ơi. Rồi ai lấy thì ghi giùm em nhá. Quần kèm màu. Quần kèm màu giùm em này. Mấy chị nhìn cái màu trắng này. Đẹp chưa? Màu trắng siêu đẹp luôn á. Ai lấy thì ghi giùm em là trắng. Đầm body phối 140. À đó, đây em á. Đây em luôn á. Rồi comment giúp em là cái đầm này đúng không? Để mình coi nào. Chị vừa đăng lên sáng nay hả? À đây hả? Đây đúng không? Đây đây đây. Cái đầm lúc tối. Cái đầm lúc tối này nè. Đây. Còn nó còn có cái cái này. Còn nó hai cái á, cái này 140, hàng này hàng xịt, ôi là xịt luôn nha. Đó, trời ơi, cái đầm này là form nên là bao đỉnh luôn á. Còn một cái đu, một cái đen, 140.000, khá ôi nó xịt. Tét nách luôn á, cái đầm này là bao xịt, tét nách luôn á mấy chị. Form đẹp lắm luôn, còn đúng một mua một đen thôi. Đầm này là siêu đẹp luôn, đẹp ha. À, những cái chất này mấy chị áo này mấy chị có thể mix lên như thế này hoặc là bẹt vai cũng được. Cái này nó hot cái áo á, nhưng mà đồng của nó rất là cao, giá mình bán có 140.000 thôi đó. Ai lấy màu nào thì mọi người, cái này giống như cái áo ba lỗ lên này,
lấy tin có những người đẹp rồi, ai lấy thì ghi giùm em nhé, trên máy tin trung đang sale luôn á, ai lấy thì ghi giùm em, mọi người chấm bài giùm em nha, chấm bài công tác của em đi mấy bè ơi, bài công tác giùm em đi, yêu cầu mã nào để em lên mã đó cho luôn á, nên là đám công tác thì để cho em dễ like nhá. Có tương tác đi mọi người, hỏi cái gì là em kiếm cái đó cho mọi người luôn á, bao dễ thương luôn á, mọi người không dễ thương lại là gần luôn, em là bao dễ thương trong cái like này luôn rồi đó, yêu cầu mã gì là lục kiếm mã đó cho chốt luôn á. Đợt đó không còn đâu, đâu là màu đó đó em, không có nâu đậm đâu, hình như đợt đó có nâu đậm không, có hả? À còn cái con nâu đậm này, còn cái nâu đậm nè em, nên là bao dễ thương với mọi người rồi đó, dễ thương lại là thiệt á nè, nâu đậm còn cái nó xếp của nó cũng khó nha bé yêu nè, nó đẹp ha, rồi nâu đậm còn hai cái không nhìn thấy ha, nó xịn mọi người cái chất này đẹp chưa, rồi cái giùm em là nâu đậm màu nâu đậm, màu nu với màu đen, bạn nào lấy giùm em. Rồi chân váy riêng giùm em, chân váy riêng này là hàng tao bao nha mấy chị ơi, không phải hàng rẻ nha, chân váy riêng là hàng tao bao nha mấy chị, kèm size S, size M và size L, chân váy này là S dưới 47 thôi nha, M dưới 52 và L là dưới 56 thôi mấy chị ơi, tại chân váy này hàng Quảng Châu nên là cái size nó sẽ nhỏ hơn với những cái quần khác nha mọi người đó, nó co giãn nhưng mà form của nó rất là đẹp luôn. Rồi 155.000 kèm size giùm em nha mọi người, S, M và L, chuẩn hàng loại 1 luôn. Các chị nhìn cái form này, ở trong cái quần của nó bao đẹp luôn đó mọi người, quần jean ở trong luôn nha, chiếc jean ở trong luôn. Rồi ghi giùm em nha, comment giùm em có màu đâu rất là tuyệt, trời ơi hỏi cho màu đâu im vậy. Rồi comment giùm em nha, đây siêu đẹp luôn. Rồi comment giùm em là chân váy kèm size S, M, L, chân váy cho Thanh Tuyền uống lấy được đầm nâu hả, váy size S cho Thanh Tuyền, cái chân váy này là có 155.000 bán rẻ nhất của Facebook luôn á, cái chân váy này là hàng Nhật rất là cao luôn, hàng chốt cho mọi người trên đây còn có 155.000 kèm size nha, đó comment giúp em là màu không lên theo yêu cầu nha mấy chị ơi, lên theo yêu cầu người hỏi thì không mua, mọi người mua thì không hỏi. Rồi cái này ghi giúp em là set body giùm em, chân váy L cho Nguyễn Khoa chớ, em lên theo ý em đi mọi người. Rồi cái này em xả luôn, L cho Tường Phi, mấy nó hàng loại buồn mấy bé, bán có 55.000 thôi đó. Rồi đầm body giùm em nha, rồi ai lấy thì giùm em hết màu nữa đây. Rồi ghi giùm em nha, mã này gồm đầm body, cái này bao nhiêu vậy em ơi?
màu xanh lá mọi người, màu xanh lá có 120.000 và form rồi mấy má. Rồi màu xanh lá giùm em và màu nâu, màu nâu 120.000 kèm màu dung nha. Trời ơi, màu nâu là bao đỉnh luôn rồi mấy chị. Màu nâu vàng nó bằng nghỉ á, đẹp ha. Rồi ai lấy thì ghi giùm em là màu nha. Trời ơi, nó xuất sắc. Ba màu, ba màu hả em? Có màu xám nữa nè. Đó, bà nào lấy thì ghi giùm em. Đó là set đầm body nha mấy chị. Đó là set đầm body nha, cùng đầm body và cái áo khoác luôn, có 120.000. Rồi bạn nào lấy thì ghi giùm em là màu nha mấy bà ơi. Chấm và like share giùm em nè. Đó, bà nào lấy thì ghi giùm em là màu. Cái này là màu xám. Em có thông tin chị Hiền rồi á. Rồi ai lấy thì ghi giùm em nha. Đây, giãn dài nha mấy chị, cái này là giãn dài nha. Rồi ai lấy thì ghi giùm em kèm màu giúp em, xếp đầm body màu nu, màu xanh, màu đen với lại là màu sáng. Đây em gửi cho mấy chị con cái giãn đẹp ha, form mặc rất là đẹp luôn đó. Rồi nào lấy thì ghi giùm em là màu. Mọi người muốn lên cái gì vậy mấy mẹ, mấy bà muốn lên cái gì á? Em còn một đây, áo tay dài xe cho bà 79.000. Áo tay dài nhá, áo tay dài là hàng xịn nha mọi người, hàng len á. Áo tay dài 79k. Giờ vào mùa này là mấy chị kiếm áo tay dài form chống quần rất là nhiều luôn mà không có. Đa số là hàng thun thôi. Còn cái này là hàng len nha mọi người nha. Chất này là chất len 100% luôn, không phải là chất thun nha mấy chị. Tại hàng thun nó có hàng 70-80.000 nữa, nhưng mà hàng của em hàng len tới 170 lần, mà em sale còn có 79.000 thôi. Áo tay dài kèm màu giùm em, chất len nha, không phải thun đâu nha mấy chị nha. Áo tay dài kèm màu giúp em nha mọi người. Ai áo tay dài ghi giùm em là áo tay dài màu trắng và áo tay dài màu đen. Đó, bạn nào lấy màu nào thì chốt giùm em màu đỏ nha. Tay dài kèm màu giùm em, màu trắng với lại là màu đen nha mọi người. Mấy bà ơi, mấy bà muốn lên cái gì vậy? Mấy bà muốn lên cái gì vậy trời? Rồi đầm này còn 2 cái đầm giúp em nha, sale tặng cho chị 70.000 luôn. Ghi giùm em là đầm 70, xịn không? Đầm 70 màu xanh với lại là màu bơ. Đầm 70 kèm màu xanh với bơ giùm em nha. Ai lấy xanh thì chốt giùm em là xanh, xanh với bơ giùm em nha mọi người. Siêu đẹp luôn á. Đó, bạn nào lấy ghi giùm em là màu xanh với lại là màu bơ. Em tặng mọi người có 70.145 rồi đó, mà tặng cho chị còn 70.000 nè. Ai lấy thì ghi giùm em là màu, màu xanh với màu bơ nha. Ai lấy màu nào thì chốt giùm em màu đỏ. Xét áo lông còn xét, xét áo lông tặng cho chị 150. Xét áo lông 150, xét áo lông 150 giùm em. Áo ba lỗ không có em ơi, hết bộ về có 1 lần là hết rồi đó. Rồi ghi giùm em nha. Xét áo lông 150 có xét không? Xét áo lông 150 giùm em nha. Ở trong là áo yếm, một ngoài là áo lông hàng loại cùng đó mọi người. Xét áo lông 150, rồi set này thì mấy chị 79.000 luôn. Set 79k quần áo. Xịn không? Đó, xịn sắc chưa? Rồi set 79k giùm em. Ai lấy set 79 đi giùm em là set trắng 79. Mọi người muốn lên mãi thì mọi người comment đi giúp kiếm lên nè. Họ buồn như vậy. Mọi like mà buồn như vậy trời. Rồi mã này giùm em nha, đầm, đầm sơ mi. Cái này em xả còn có 5.000. Màu hồng đậm với màu hồng nhạt 155 đó mọi người, sale còn 100.000 luôn. Bên em là màu hồng, trong còn một hồng đậm với hai hồng đậm với một hồng nhạt thôi. Đầm caro cao cấp, sale 100.000 luôn. Bên em là đầm nha mọi người, cái này là giãn dài, form chữ A. Này mặc rất là nhẹ nhàng luôn, hàng xịn loại 1 nhé. Mà em xem mọi người còn có 100.000. Màu hồng đậm với màu hồng nhạt, em còn 2 cái hồng đậm với 1 cái hồng nhạt thôi. Cái quần ống rộng hả? Quần ống rộng như là em cái set này có cái áo xanh kia là ấy lại đâu rồi, nữa nữa kêu tôi lại mình lại tóc rồi đó mà.
sao đẹp cũng phải thể thao của sếp đẹp xinh đó. Còn đó là sếp duy nhất luôn đó. Con sao đẹp. Đó luôn. Đó thì
không có mã thì lại là làm trên line thì đọc rồi mà sao không có. Hỏi lại với chị lấy màu nhưng mà chị có thể trả lời em đâu. Rồi cái giùm em áo trắng, em còn màu trắng nữa chị ơi. Quần trắng xanh bơ với xanh lá. Thế thì em lấy cái quần lúc nãy màu gì? Quần 175 á. Có màu đậm với màu nhạt thì chị chỉ có quần xanh ép thôi. Lấy màu gì là báo lại em nha. Rồi hỏi rồi giống như đầu óc của chị cứ để trên trời á. 3-4 lần không trả lời luôn. Rồi comment giúp em. Mã này giùm em là màu xanh. Màu xanh lá nha mấy chị. Màu xanh lá, màu trắng và đọc chút được màu đen đến màu trắng. Màu trắng siêu đẹp luôn. 70.000 cái áo này quá rẻ, hàng xịn nha. Rồi màu bơ. Ai đấy thì ghi giùm em là màu bơ. Siêu trắng da luôn. Rồi áo 70 kèm màu giúp em nha. Áo 70. Áo này có mặc quần này siêu đẹp luôn. Kèm size giùm em. Quần là SML giùm em nha. Quần này hàng riêng cao cấp nha mọi người. Riêng hàng hãng luôn. Size S, size M với size L. Comment giúp em là SML. Ai đấy thì ghi giùm em nha. Quần đó mọi người. Phong quần siêu đẹp. Quần này nãy em xem cho chị còn có 110.000 thôi. Ai đấy quần ghi giùm em nha. Quần đùi 110 kèm size giùm em nha mọi người. Đã có sao trời. Đồ óc để kiếm trời á. Rồi ghi giùm em nha. Áo khoác 199. Comment giúp em là khoác 199 giùm em. Mày gọi số điện thoại đó có bán nghe không. Áo trắng chị Trần Hiền. Nghe xả luôn cho lên sách luôn. Rồi comment giúp em nha. Comment giúp em áo 199. Áo 199 giùm em. Rồi áo hồng. Áo hồng phơn rộng. Kêu là chị cũng gọi cả chục lần trên live rồi đó. Rồi ghi giùm em nha. Áo 79k giùm em. Chị ơi chị đặt cái quần á, cái quần đậm hay quần nhạt chị để biết em chút đơn cho chị á. Rồi ai lấy thì ghi giùm em nha. Áo 79k. Áo phơn rộng. Với gel bao nhiêu ký chị? 40k hả? Rồi comment giúp em nha. Dạ vui chị ơi, chị lấy màu gì á? Thế là sao chị cũng hỏi chị cũng trả lời vậy? Xin đọc thôi chị. Dạ rồi. Chị có gì chị đặt á, lần sau đặt để ý thì em nha. Chứ chị Dung hỏi nói trong ai chị hỏi đi nha. Rồi cái này giùm em là xanh, xanh gel 79k. Với lại là hồng 79k giùm em nha. Siêu đẹp quá đi. Áo cái mẫu áo này là mẫu áo hạng siêu đẹp. Ai lấy hai cái để cho mấy bà 150 luôn. Rồi comment giúp em nha. Áo, áo 79.000, phong rộng giống quần đó mấy chị. Phong rộng giống quần nha. Ai lấy thì ghi giùm em. Rồi áo này bà nào nhanh tay thì mấy chị 60.000 luôn. Áo xanh xanh bơ với lại là màu xanh coban. Xanh bơ với xanh coban 60.000. Comment giúp em là bơ với xanh coban. Bơ với xanh coban em tươi thì cái quần đen. Quần này siêu đẹp luôn nè mấy chị. Quần quần dài á, quần dài hoa phong ôm. Quần này là quần nhập chính hãng luôn. Áo 150 là áo nào ta? Áo 150. Ôi, hai áo 150 hả? Thằng Hana là chốt hai cái áo 150 giúp em, hồng với xanh gel đúng không? Nè, mấy chị mua được cái quần này là mừng lắm luôn đó. Tại quần này là quần nhập siêu đẹp luôn nha. Mà chốt trên đai mấy chị có 179.000 thôi. Ok em, hai áo 150 cho Phạm Thanh Nam. Quần này thì mấy chị đi ra ngoài kiếm không bao giờ dưới 280. Chuẩn hàng của nhà em nha. Xịn sò như thế này phải y như hàng của em á. Có 179.000 thôi. Kèm size SML. Quần này là vừa là form ôm này, tôm dáng này, vừa là màu đen này. Đó, màu đen là mọi người hiếm lắm mới thấy. Em bán không được quần màu đen tại săn không có. Những cái quần màu đen này thường người ta làm kaki, nhưng mà kaki mặc lên nó xấu lắm. Mặc lên cái form nó không đẹp như quần jean chính hãng này đâu. Xịn ơi là xịn luôn. Mẹ bán có 179.000. Kèm size SML siêu co giãn nha. SML S dưới 47, M dưới 53 và L dưới 58. Ký là vừa nha mọi người. Form ôm nha mấy chị. Đó, và nào lấy thì ghi giùm em là quần kèm size. Mua quần này kiểu gì mấy chị cũng cần tới là đi ra ngoài hay đi đâu mọi người mặc cái quần này với lại những cái phong áo như áo lắp tốt, áo phông rộng thì cũng đẹp hết. Chốt trên line cho mọi người có 179 thôi. Quần đó mọi người xịn xò không? Một
giúp em nha. 120 đầm nu còn có cái đầm nu 120 giúp Dung nha. Ai lấy đầm nu thì ghi giùm em là đầm nu 120. Lấy chị hai cái áo xanh lúc nãy 60.000, hai cái, một cái 60, hai cái. Rồi ai lấy thì ghi giùm em nha. Hai cái áo đó đẹp ơi là đẹp, mà do là còn có đúng hai cái đó, hai mẫu đó thì để cho mấy chị 60.000 cái luôn. Rồi ghi giùm em nha. Đầm 220 luôn. Chắc thì mấy bạn. Rồi đầm 120, comment giúp em là đầm nha mọi người. Ai lấy đầm thì ghi giùm em là đầm. Rồi chân váy kèm size S, size M và size L. Chân váy kèm size giùm em nha mấy chị. Ai lấy chân váy thì ghi giùm em là chân váy kèm size S, M và L. Quần size S thì chị Hiền. Các quần nó đẹp. Thế với lòng nó chị đâu ta. Quần đúng đẹp luôn á. Quần đen á. Đẹp tét nách luôn. Bạn nào mà mua quần riêng bên nhà em là biết rồi. Cái form này không bao giờ em có về hàng nhiều bán mấy chị chỉ 200.000 luôn á. Được em về con cái màu xanh y chang như vậy nhưng mà màu xanh cơ, màu đen rất là đẹp. Con bình thị cho em số điện thoại địa chỉ, nó đẹp ha. Thế mọi người mua cái quần này về mọi người xịn luôn, chất đẹp lắm, chất form này mọi người nhìn cái hàng nhập của nó nút xịn không, nút hãng của nó luôn á, vàng đồng luôn, đầm nu 120 trong hồ xịn ngọc thắng như là hết. Rồi mã này thì em là quần SML siêu co giãn nha. Mắc quần đẹp. Em là phải quất liền một cái M mặc rồi. Rồi ghi giùm em nha. Chân váy kèm size SML 155. Chân váy chuẩn hàng bằng sâu. Cho Phúc Vân hả? Phúc Vân cho Nhi hả? Phúc Vân huyện thị cho Nhi. Quần L hay đen. Rồi cái này ghi giùm em nha. Cái này ghi giùm em là chân váy kèm size chuẩn hàng bằng sâu luôn. Quần đen size S cho Lê Yến. Chờ Lê Yến đi. Siêu đẹp chưa?
mít với cái áo gì cũng đẹp hết. Comment giúp em 1-15 mọi người những cái vải. Đã chưa? Túi là siêu rộng luôn như thế này. Hàng nhập luôn mọi người. Đây. Đó, ai đấy thì ghi giùm em nhá. Comment giúp em kèm size SML luôn, có size luôn nha mấy chị. Đó. Ai đấy thì giùm em có cái đai này cho nên mấy chị ví dụ đóng thùng cũng đẹp. Đóng thùng hoặc là mặc áo laptop đời cái đai lên rất là đẹp luôn. Rồi ví dụ em là quần đen với lại là quần nâu. Đó, cả nào lấy size màu nào thì ghi giùm em. Quần này có size S, size M, size L nha mọi người. Ai đấy thì ghi giùm em là quần 1-15 kèm màu. Màu nâu với màu đen đẹp ha. Đó, ví dụ mọi người mặc với lại là áo laptop hoặc là áo ba lỗ. Đó, cái này đẹp nhất là mặc cái áo ba lỗ, mọi người dặn ba lỗ ngược á. Đó, mà dặn không laptop mặc lên siêu đẹp luôn. Cùng lắm đợt dịch em có bán cho mấy chị quần này một lần rồi bằng 190.000 lận. Không có cái kiểu này mà giá dưới rẻ đâu mấy chị ơi. Tại quần này rất là xịn luôn. Rồi ai đấy thì ghi giùm em nhé. Quần đen 1-15 size L. Rồi comment giúp em nha mọi người. Rồi comment giúp em nhé. Siêu co giãn luôn mấy chị. Cái này 60-65 chứ thoải mái. Rồi nè mọi người cái độ co giãn của nó không. Quần này siêu đỉnh luôn. Nó là nó gọi là quần Alibaba á mọi người. Đó, siêu đẹp. Rồi comment giúp em nhá, màu đen chắc thì khỏi bàn rồi mấy chị. Cái chất này em bán đó giờ luôn rồi á. Bán cái đợt thịt tăng trước tới bây giờ luôn. Mà đợt này rẻ hơn biết bao nhiêu tiền. Hôm đã đóng tiền luôn. 115.000 rồi. Đợt đó là đợt cái thời nó hot mọi người. Nó hot ai cái mặc quần đó. Nó mắc váy của chị. Set chân váy. Em lấy cái set này màu đen đi. Đi thành thạo chị đi cứ vào đóng. Quần ống nhỏ hả em? Không chị ơi, nó là giảm form, ở trên là thùng, ở dưới là bóp lại. Đây em nhớ không chị nhìn này. Quần đẹp lắm, nó giảm như quần Becky á. Quần Alibaba á mọi người, ở dưới là giảm như là giảm. Nói chung là mọi người tưởng tượng cái quần Becky sao mà nó vậy á. Nhưng mà cái chất này nó mặc rất là đẹp luôn. Mặc lên form quần rất là đẹp. Sử rất là đẹp luôn mọi người. Quần này tới 190 lận á. Chị cũng bán một góp 15 nghìn. Trong đóng đó hôm qua chỉ có một đôi như thế nào. Rồi cái này ghi giùm em nha. Đây. Ai lấy thì ghi giùm em nha. Comment giúp em là Set giùm em. Set này em có đăng hình cho mấy chị rồi. Siêu đẹp rồi em sale rẻ cho mấy chị 145 nghìn luôn. Comment giúp em là Set 145. Set 145 giùm em nha. Ai lấy Set thì ghi giùm em là Set. Màu trắng với lại là màu đen. Trắng với đen 140 chứ nói lộn 140 nha mấy chị nha. Ai lấy thì ghi giùm em nha. 140. Đó, ai lấy thì ghi giùm em kèm màu. Màu trắng với màu đen. Cái này của em mặc cho mấy chị rồi. Ở trong có quần nha. Siêu đẹp. Ai lấy thì ghi giùm em kèm màu. Kèm màu giùm em nha. Kèm màu như thế đẹp ơi. Mấy chị áo luôn em ơi. Áo như này này. Rồi áo này giúp em nha. Áo 79.000. Áo giúp em 79k.
gì à? Chị lấy hộp con kem body cốt là 280 nhưng mà tặng được cái hộp kem body VIP 250 lận. Có nghĩa là mua một kem body cốt là tặng được tới tận kem body kia luôn đó. Đã lời tiền chưa? Đã lời, chốt trên đai được rồi nha. Em có nhận được bác phải đi hộp kem kia còn có em với chị kem đây. Chúng còn có... Chúng còn có mấy hộp kem body VIP à? Kem cốt chọn em đang làm rồi. Đây là được tặng siêu phụ vậy đó. Mọi người bắt chốt chốt lẻ là đi kem body VIP nó còn được có mấy hộp thôi. Rồi áo này giùm em 79k. Anh à, lấy áo giùm em nhé. Xịn sò kì luôn. Đây là hàng new luôn nha mọi người. Để 79.000 luôn. Ai lấy đi giùm em nhé. Trắng 79.000. Hàng hàng rất là xịn nha. Cái này không phải là lên lại hàng nhái 70-80.000, 80-90.000 đâu mấy chị. Cái này là hàng chuẩn. Hot Girl đang bán 200 mấy luôn á. Rẻ lắm, cái áo này mấy chị mua phải 160 là rẻ lắm luôn đó mọi người. Hàng của nhanh vải, hàng loại bột luôn nha. Rồi comment giúp em nha. Hàng 3158 siêu xịn luôn. Rồi ai lấy thì ghi giúp em màu trắng, màu đen, màu đen. Đây, áo phong rộng dấu quần lắm mấy bà. Đó, phong bao đẹp luôn. Rồi comment giúp em là áo kèm màu giúp em. Cái màu đen mọi người mua về mặc chung cái màu vai đẹp. Rồi comment giúp em áo màu đen chiếc xịn luôn. Áo màu đen và màu xanh nha. Xanh da trời. Ai lấy hai cái thì em để cho 150.000 nha. Hai cái thì mọi người lựa màu đi. Em để cho 150.000. Cái này là xanh da trời nha mấy chị. Ai lấy đi giùm em nha. Ai lấy thì ghi giùm em nha mọi người. Ai lấy thì ghi giùm em. Màu này ghi giùm em là màu xanh da trời. Ai lấy hai cái thì em để cho 150.000. Bạn nào lấy hai cái thì tốt, em để cho 150.000 luôn. Rồi cái này chữ é luôn. Hồng giùm em nha. Ai lấy hồng thì ghi giùm em là hồng và đỏ. Đó, bạn nào lấy thì chốt đơn liền. Chấm bài giùm em đi cả nhà ơi. Đau nước rồi nè. Cái này là đỏ thì mới đẹp. Đẹp ha. Đỏ. Đó, cũng lấy hai cái thì em chốt cho mọi người hai cái có 150.000 thôi ha. Ai lấy thì ghi giùm em nha. Comment giùm em. Em ơi lấy thì xếp đi. Cái bà ơi, muốn lên mãi gì nè. Thì ghi giùm em nha. Đây, comment giúp em là set kèm màu, màu đen,
có màu xanh ấy. Cuộn vào đẹp luôn, 45.000 kèm màu. Đây là màu xanh bơ mọi người, trời ơi, cái màu xanh bơ bao đẹp luôn. Rồi comment giúp em nhá, kèm màu giúp Dung. Các bạn cái phong quần đi, chỉ ngang chưa. Rồi comment giúp em là màu nhá, màu xanh bơ, màu ru với lại là màu đen. Ôi như màu đen cũng đẹp không. Các bạn muốn like cái gì comment lên giùm tôi cái nè, đâu hết rồi. Comment giúp em màu nhá, các bạn xuất sắc chưa. Cuộn bao đẹp luôn đó mọi người, cuộn của nó phối rất là đẹp luôn. Ai lấy giùm em nhé, một kem cốt chị Oanh Kiều 280 được tặng, kem kia quá lời, còn gì được mấy bà. Bà mà không lấy là hơi tiếc luôn đó. Tặng được cũng kem body kit luôn đó mấy má, tặng vậy quá lời. Rồi quần quần suông này em còn size S ML, quần suông đó mọi người, quần suông kèm size nhá, size S, size M, size L, size 139 luôn. Đó, bạn nào lấy thì ghi giùm em là quần kèm size, quần suông đen kèm size S, size M và size L. Bạn nào lấy thì ghi giùm em là quần. Mọi người ơi, mọi người muốn lấy mãi gì comment cho em nè. Đâu hết rồi. Chấm bài tương tác cũng lên mãi gì thì comment em lấy mãi em lên cho. Rồi comment giúp em nhá, quần kèm size S, M và L. Quần suông á, size của mỗi 139 á. Ai lấy quần thì ghi giùm em là quần. Mọi người muốn lên mãi gì vậy? Buồn cái gì kèm. Rồi comment giúp em. Tối ít người con mà còn chốt ầm ầm luôn. Hay nhiều người con mà không ai chốt. Rồi ghi giùm em nè. Set 125.000. Set đầu like nhưng mặc đó mọi người. Set đầu like nhưng mặc á. Ai lấy set thì ghi giùm em là set nha. Quần áo rất tốt, tay dài còn cáo chữ em. Rồi cái này ghi giùm em là màu hồng. Áo để mặc quần dài. Rồi cái này ghi giùm em là màu xanh lá. Laptop là chị đang sale á. Bà Thảo Nguyễn này ngày nào vô bà cái sale mình là sao nghe nhỏ về em. Em thấy chị lúc nào cũng phàn nàn em cái vấn đề nghe nhỏ nghe lớn luôn á. Chị bật cái con của chị lớn lên. Mấy hôm trước cũng kêu là sao nghe nhỏ vậy em. Mọi người nghe nhỏ là nghe lớn vậy. Mọi người nghe có lớn không hay là nghe nhỏ? Tại em nói hết cái volume của em luôn rồi đó. Mà ngày nào em cũng like ở cái volume này hết đó mọi người. Là nghe nhỏ đó là chắc cái điện thoại của mọi người không bật volume lên. Bà Nguyễn Thảo ngày nào vô kêu là sao nghe nhỏ hết. Mà em nói to lắm luôn rồi đó. To là to luôn. Hết cái volume hỏng của em luôn rồi. Nói to được nữa đâu. Có ai nghe nhỏ không? Có bà nào trên like này nghe, nghe em like mà nghe nhỏ tiếng không mọi người? Mẹ. Ai nghe nhỏ không? Mà trả lời chúng con cái gì mấy má nhỏ ơi. Có nghe nhỏ không? Mình biết anh biết em chị nè. Xếp 125 xanh lá cho cũ phường. Cái bà Thảo lúc nào không cũng kêu nhỏ mà em. Cái giọng của em xưa giờ. Cái đường không nghe máy nha kêu rồi. Ai? Còn ở đấy cũ phường cái gì ta đồ tôi nghe đó. Cũ phường Hải Dương đúng không? À đúng ta đúng không? Cũ phường ơi có một đơn đó hả? Ship đi cho em. Chị Lê, chị Lê cái cọc luôn giùm em nè. Cái đá
chị Thảo bị cái gì á. Tại ngày nào bà vô bà cũng kêu là em nói giỏi hết á. Rồi comment giúp em nhá, màu trắng cái này mặc cái quần jean đó mọi người. Mặc với cái quần jean lúc nãy em chơi với chị màu đen á là bao đẹp luôn á. Nè. Đó. Áo này mà mặc cái quần jean này em nói thật đó mọi người, không còn gì để bàn cãi luôn. Màu trắng màu gì cũng mặc thường hết á. Nè. Thấy không? Áo lắc tốn đó mọi người, mặc cái quần jean này bao đẹp luôn. Tối em nói mọi người một lần rồi đó. Riêng áo lắc tốn này mặc cái quần jean ôm bao đẹp. Mà chết mẹ rồi, áo này chị chưa nói giá sale hả? Lúc đó thì dung sale có 75 nghìn thôi nha. Áo này dung sale còn có 75 nghìn là không phải là 95 giá cũ đâu. Sang đây dài giờ Tây Ninh, phim giữa Tây Ninh. Tối em sale còn có 75 nghìn thôi, rẻ lắm. Mà chắc là hàng ngoại mù luôn nha mọi người. Nhìn cái mạc này là mấy chị tự tin là mua hàng xịn luôn á. Ai lấy thì cái dùm em form laptop tay dài màu xanh lá, màu cam với lại màu trắng 75 nghìn. Rẻ, đẹp, xịn, mịn luôn. Rồi cái này là màu cam dùm dung nhá. Màu cam, màu xanh lá, màu trắng 75 nghìn luôn, được set này là quá lời luôn đó mấy đàn. Ai lấy thì ghi dùm em nhá. Màu, màu dùm em. Rồi đầm này dùm em nhá. Đầm, đầm body. Đầm body phối á mấy bạn. Body phối xe cho mọi người trên like còn 140. Body phối 140 nhá. Đen nâu đậm nâu nhạt với lại là quần jean đen 52 kg size M cho người phụ. Mắt quần jean đẹp. Mọi người những cái quần jean mà cái đinh của nó này màu vàng đồng. Cái cúc màu vàng đồng luôn, là hàng này hàng nhập rất là xịn luôn này mọi người thấy không? Thường là cái dây kéo của nó hàng Việt lên á, nó là chỉ là dây kéo đen hoặc là dây kéo trắng thôi. Còn cái dây kéo này là dây kéo vàng đồng, nút của nó là nút vàng đồng luôn này mấy chị thấy không? Quần xịn cỡ này mấy chị phải biết phân biệt quần nhé. Quần hàng nhập nó xịn lắm, từ cái nút tới cái form là bao đỉnh luôn đó mọi người. Kèm size ML có 179 rồi mấy chị ơi. Quần này là rẻ lắm luôn á. Em nhập về để em mặc á mọi người. Siêu đẹp, form ôm nhá. Body đen dạ. Đồ body đen này cũng để cho mọi người cho 140.000 thôi. Màu đen, màu nâu đậm, màu nâu nhạt. Đó, siêu đẹp mọi người, chúng muốn chúng mặc cho cái đầm này coi không? Chúng mặc cho mọi người coi cái phong đầm này nhá. Mọi người hình cũng phải dơ nhưng khi mọi người không nhìn thấy được. Yeah.
siêu xịn sò luôn. Ai đấy thì ghi dùm em là kèm mỏng xinh không? Của em 56kg. Tại vì em to cái bắp đùi với bắp tay thôi. Nên cái đợt này bắp đùi bắp tay to là nó che được hết rồi. Tại đâu cần quan trọng đâu. Hòa Hiệp ok chị Hằng Nhi nha. Ba màu với chị. Màu đậm, màu nhạt với lại là màu đen nhá. Xinh ha. Trời ơi, quá đẹp. Ba màu. Màu em là màu nâu đậm nha. Còn đây là màu nâu nhạt. Thì bạn nào lấy màu nào thì em màu đó. Cái set đầu body lúc nãy là chị mang có mấy màu á. Thì chị lại có màu set đầu body xinh không? Cái mẫu này nó có màu áo, có áo nữa. Nhưng mà áo em không có về hàng. Áo bán mắc gần cái đầm luôn á. Áo nếu mà áo tính ra bán một cái áo không á là 135 rồi. Mà cái đầm á quá rẻ. Set đầu body lúc nãy em chỉ mặc có màu đen này. Màu xanh lá. Đầm này đẹp lắm luôn chị Huỳnh. Set đầm này bao đẹp. Cái này mọi người lấy ghi giùm em là set đầm body nhá. Kèm màu. Cái này ghi giùm em là màu xanh. Màu nâu. Màu nâu. Set đầm body lúc nãy Dung vừa thấy ra. Quá phát ngoài luôn nha. Và màu sáng. Có 120 à. Set đầm body 120 luôn. Đó. Bạn nào lấy thì ghi giùm em là màu. Xinh chưa? Dáng là dài nha mọi người, kèm cái áo khoác ở ngoài luôn nha. Bạn nào để set đầm body 120 thì comment set đầm body 120 hãy mặc màu đen đấy. Tôi không có mặc, tôi mặc một mẫu đây cho mấy chị coi cái màu thôi à. Cứ mẫu nào cũng mặc nó cực lắm mọi người nha. Mặc một màu đây cho mấy chị coi thôi. Tại hàng còn lẻ lẻ số lượng ít rồi. Đây ai lấy thì ghi giùm em màu giúp em xinh nha. Ok, cái này là màu như mấy chị. Rồi mã này set em còn 2 set. Sáng cho Bảo Nam. Cay lắm. Chưa là cay xèm. Đó, ăn mà nước mắt sắp lốt rồi mà kêu không cay. Sợ xạo. Uống nước không? Đây. Thôi trả cho cô đi. Kèm size chứ lộn. Chân váy kèm size S, size M và size L. Ai đấy chân váy
tiếng rưỡi à? Tiếng rưỡi chưa được hơn nữa. Chưa được tiếng rưỡi chứ. Rồi comment giúp em nha. Comment giúp em là chân váy kèm size S, size M, size L. Rồi set vuông xì xài với chị 129 luôn. Set vuông xì 129. Mấy chị ơi, tương tác lại cho em cái đi mấy chị. Rồi set vuông xì 129. Set vuông xì 129 giúp em nha. Ai để set vuông xì đi em là set vuông xì 129. Set vuông xì 129. Mấy bà ơi, đang coi chấm bài lại không em đắp lên lại nè. Chấm bài lại của em cái đi mọi người. Bài nó có tương tác tí em nè. Màu xám 135 thì kem em gửi. Rồi set vuông xì 129 nha. Nó set này xinh nha. Nhìn cái quần là phải chốt đơn liền luôn. Nhìn cái quần là phải chốt đơn liền đó mấy chị. Này ghi mà em làm màu set vuông xì là được nhá. Set vuông xì kèm là không có màu, bị nhiễm màu rồi. Rồi comment giúp em là set vuông xì. Set vuông xì giúp em còn cái set thể thao 145 này đẹp lắm luôn mấy bà. Chắc là bao phê luôn đó. Là bao phê luôn mấy chị, sắc luôn, nó đẹp, đẹp từ cái form, từ cái chất, cái màu nó cũng đẹp nữa. Mọi người muốn lên cái gì á, sẽ mua gì đây chị Trần, chắc chỉ có 129 chị Trần cũng được. Cái xe đó là đẹp từ form tới chất luôn mấy bè. Rồi quần, xe tặng 90.000, quần siêu cấp cho mọi người 90. Quần này là mọi người mua về là biết cái gì cũng đẹp hết. Bất kỳ một cái mã nào về cái quần này đều rất là đẹp luôn. Rồi cái này em là màu đen, quần 90 nhá, sale luôn. 90.000 màu xanh và màu trắng. Đen xanh trắng thì em. Nhìn chất quần kỹ giúp Dung nha cả nhà. Đây, xịn sò không? À, ôi, cái quần nó xịn như thế này mà không lấy mấy chục nghìn nữa đó. Có phải 200 mấy, 300 người ta bán ở ngoài đâu mấy má. Quần nhà em là xịn như thế này, xịn không? Rồi comment giúp em nhá, quần cái này về mấy chị biết cái áo thun rộng hay là áo thun như thế nào cũng đẹp. Quần kèm màu giùm em, ai lấy thì giùm em là quần kèm màu, màu đen màu xanh với lại là màu trắng giùm em, đen xanh với trắng giùm em nhá. Quần này em còn đủ một cái size S màu trắng, 110 size S màu trắng nha mấy chị. Ai lấy thì giùm em là quần màu trắng size S to cái nha, em sạch luôn rồi. Quần size S màu trắng giùm em. Quần hãng nha mọi người. Quần jean á. Ai lấy quần size S giùm em là quần size S màu trắng. Xin nha. Quần size S màu trắng giùm em. Set thể thao. Đó một size đúng rồi. Size đó bao nhiêu ký cũng vô được các em. Từ 40 cũng mặc đẹp. Cho tới 55-56. Tại vì nó là len co giãn mà. Len co giãn á. Chắc cái quần thì khỏi phải nói là quần thì bao nhiêu ký cũng vô được hết đó mấy bà. Còn cái áo là co giãn lắm. Chất bao co giãn luôn á này. Đã. Cái set này bán giá quá bèo luôn các mọi người. Trong khi mọi người mua ngoài 20 mấy một set. Đúng không? Nhìn cái dây quần đi mọi người. Đó. Đẹp chưa? Sắc set thể thao luôn. Set thể thao bán quá rẻ luôn các mọi người. Rồi ai lấy nào nữa chốt giùm em nha. Mọi người muốn lên cái gì nè. Kiều đi mong hàng. Còn em đi về hỏi về cô. Mong hàng hỏi em người trả lời lắm. Rồi ghi giùm em nhá, sếp. Sếp này em xem tặng ở trên live 130 luôn đi. Cái sếp này em xem lỗ luôn mọi người. 130. Sếp u xì cao cốc loại 1 nha mọi người. Cái này là theo phun hết luôn. Đó, 130 ghi giùm em sếp u. Trời ơi, cái này mà mặc kịch tiệc ha. Nó sang. Cái thể thao em sale có 145.000 là chị. Cái set Fuji này mấy chị 175 á, sale mấy chị 140 luôn. Còn 3 set à. Đẹp không? Ai lấy thì ghi giùm em nhá, set Fuji 130. Set thể thao này có 3 màu. Màu màu nâu em nãy em dơ này, màu xanh bơ. 40
đen nha, set thể thao 145. 2.000 cái set là phê luôn mấy chị. Từ quần, từ form, từ chất, bao đẹp luôn. Rồi ai đến thì đi dùm em nha. Em con gì cho chị đi. Thank you.
Kéo lên để thành như thế này cũng đẹp, hoặc là mọi người đóng thùng giống
3 thiểu. Rồi sesame con có hết hả? Rồi ghi dùm em nha, sesame 130.000 theo rẻ mấy chị ạ. Này được thì chất dùm em đi mấy chị. Chất giả nha. Màu cam với màu xanh. Các bạn muốn lấy màu nào thì các bạn chốt màu đó. Quần là về là mít riêng ra được, yên tâm. Mít riêng ra được luôn này mọi người. Cái chất hàng theo vô tới trong này luôn này mấy chị. Mày hàng rẻ đâu. Rồi ghi dùm em nha, màu cam đó. Cái quần này về mít với cái áo này thấy đẹp không? Cái quần này mà mít riêng với cái áo này cũng đẹp. Tại vì nó là may dặn phong quần tây á mọi người. Rất là đẹp luôn. Thêm màu trắng với màu đen, áo 79 với quần đen thì đang mặc size M 52 kg. Rồi ai lấy thì ghi giùm em là set cam với lại là set cam với set xanh giùm em nhá. Nó đẹp ha. Các chị thấy không áo đẹp không? Áo trắng đen nhưng nhìn xoa. Ôi, đẹp quá đẹp. Trời ơi, cái áo đẹp. Cái áo này là phải mua cùng với cái quần này. Về cuối lên rất là cung luôn mọi người ha. Quần mọi người thấy cái form em mặc quần đẹp không? Đó. Phong quần ba đẹp luôn. Quần 110. Áo 79. Rồi comment giúp em nha. Nó xinh quá mọi người. Rồi xét xem em còn một cam với một xanh nữa là hết. Nè, sắc chưa không? Em nói rồi cái áo, và cái áo đã đẹp rồi mọi người. Cái quần đi. Cái quần nó tét nách. Xe kéo bên hông nó mới ra. Đó, ví dụ như về mua cái set này đúng không? Cái quần nó phối được cái áo đẹp chưa? Đó, mít cặn như cái set này. Cái áo này với cái quần này cũng siêu đẹp. Đẹp không mọi người? Cái phong quần của cái set sơ mi này đẹp ghê. Áo sơ mi nó đã đẹp rồi. Cái áo của nó là nút của nó là giấu ở trong này nữa, mấy chị thấy không? Đó, nút dài là nó giấu một đường như thế này. Nó may cái kiểu trang lắm luôn đó nha. Cái áo sơ mi nó may bao trang luôn á. Nó che hết cái đường nút luôn. Rồi comment giúp em nhé, màu cam với lại là màu xanh. Về cái quần này nó phối với áo cặp bao đẹp nữa. Đó, xuất sắc không? Rồi ghi giùm em nhé. Còn nhé heo sữa ơi, còn đủ màu quá em. Còn nâu đậm, nâu nhạt. Với lại là em chốt trên này luôn đi. Chốt trên này luôn đi. Màu nâu đậm, nâu nhạt. Cái này là nâu nhạt, mình cho chị màu nâu đậm. Hay là nâu đậm. Em lấy màu nào chút. Có cắt mấy em? 130 hả? 130. Tiếp tục trời bán cái đầm đẹp ha. Em còn mấy cái. Cái này chốt inbox quá trời. Mình chưa có rep ai được mấy chị ơi. Cái đầm này nó xịn lắm mà. 155 để em xem còn có 130. Lúc tối em mặc này đó. Cái này là nâu đậm này. Màu sáng và màu nâu nhạt. Cái form đầm này lên là bao đẹp luôn. Mà có 130. Chốt trên like có 130 cho mấy chị. Rẻ ha. Áo trắng đang mặc cho chị Kim Diệu Framing. Cái đầm này là thiệt các mọi người. Nâu đậm cho heo sữa. Áo cái đầm chất len luôn nha. Mọi người nhìn thấy cái đầm đẹp không? Cái đầm mà rút eo, đầm body rút eo mọi người. Đó, cái form đây là tét nách luôn. Form lên mã này là tét nách luôn. Rồi ai lấy giùm em đầm 130 kèm màu đầm rút eo á. Đầm rút eo đây cho mọi người nhìn cái form nha. Đẹp lắm mấy bà ơi, đừng có quên lấy cái đầm này. Tại cái đầm này nó quá xịn sò luôn. Nó xịn lắm luôn, nó chứ không phải là xịn đâu nè. Mọi nhìn thấy cái form không? Mặc đẹp chưa? Đó, mà màu kem em hết rồi. Còn nó mấy cái, còn mấy cái đó em dơ mấy chị á. Trời ơi, màu đen cũng hết luôn. Nó quá đẹp. Cái đầm quá đẹp luôn đó mọi người. Form đen không 100% chuẩn mẫu mặc. Và lúc tối em có lên cho mấy chị rồi đó. Lúc tối em có lên cho mấy chị cái đầm đó rồi đó. Mặc không rồi. Rồi đầm này xe tặng mấy chị luôn. 145.000. Đầm đây video cao cấp mà mọi người. Đầm này 195.000 lận. Xe mọi người 145 nha. Đầm đây video cao cấp 145. Má ơi chuẩn hàng loại 1 nha. 300 mấy luôn á. Rồi 145 comment giúp em là đầm đây video. Trời ơi, bà nào mà đang có bèo thì nhanh tay nha, hai màu em. Trời ơi, cung quá à. Ai cho em cái lý do gì để đừng có dễ thương này được không? Má ơi, cung cho được mấy bà. Rồi cái này ghi em là đầm hồng. Nè, mọi người những cái hoa này mọi người biết hàng xịn. Mọi hàng rẻ đâu nha. Rồi cái này là màu nâu. Màu nâu. Đầm giùm em nha. Đầm. Đẹp nách chưa? Rồi ghi giùm em nha. Đây,
hồng. Nó xin lá với màu hồng còn có màu có cải rồi đó. Đó, ai lấy đi ghi giùm em. Nó xin ha. Trời ơi bà ơi, cái đồng xịt sò ha. Nó có 135 ở 45 nghìn thôi đó. Đẹp chưa? Form baby doll đi mấy bà. Cưng ha. Form baby doll, cái này bầu hay không bầu mặt cũng cưng hết. Bạn nào mà dạng như là ngu bánh bèo là quất hết cho em cái mã này. Bao đẹp luôn. Ai lấy thì ghi giùm em là màu. Màu nâu, nâu đậm. Rồi cái này ghi giùm em là hồng. Hồng. Cưng quá mọi người luôn. Bao dĩ thương cỡ ơ má. Hồng hồng nhà. Hồng sữa mấy bà. Hoa này. Cổ này. Trời ơi ống tay hồng. Đó bạn nào lấy giùm em. Màu vàng siêu trắng da luôn. Màu vàng. Đó, ai lấy thì ghi giùm em nhá. Màu đậm kèm màu giùm em. Mọi người ơi, chấm bài giùm em đi mọi người. Chấm bài giùm em, rồi quần giùm em nhá. Quần để mặc với cái áo em đang mặc cũng siêu đẹp luôn này. Đó. Về đóng thùng cho em với cái quần áo em đang mặc siêu đẹp luôn. Quần size S, size M và size L. Chốt trên like chốt trên like mã này để cho mọi người được 79. Trời ơi rồi ghi giùm em nhá. Ghi giùm em là quần kèm size S, size M và size L có 179. Quần kèm size SML 179 giùm em. Quần này về mặc với cái áo em mặc siêu đẹp luôn. Xe cho mọi người 179 kèm size nha mọi người. Ai lấy size thì ghi giùm em là size 179 kèm màu. Em đưa cho chị còn ngu gì nó kia thì xả luôn nha. Em có cái quần này xe chỉ còn mấy cái. Xe rẻ luôn nha. Biết là còn size hay không. Xe rẻ cho mấy chị. Quần này mà về mặc cái áo em đang mặc siêu đẹp luôn. Mà xe rẻ lắm luôn á. 125 xe rẻ. Cái quần không gì á. Xe rẻ mấy bà. Mua cái quần đó về mặc cái áo em đang mặc cũng đẹp. Mà áo cũng nào cũng đẹp luôn. Đấy, phong quần của nó đẹp lắm. Còn size gì thì chị đọc size luôn. Cái quần này của là 125 đó mấy chị. Size ML em tặng mọi người 40.000 luôn. À lỗ, 49.000. Sorry, 49.000 luôn. Quần này của bán 125 em sale có đồ rẻ nhất là 95.000 rồi đó. Rồi comment giúp em nha. 49.000 kèm size ML. Đẹp ha. Phong quần là test nách luôn đó mọi người. Comment giúp em là size M có size S, có S không hai. Vậy là còn một cái S thôi đây mấy chị. SML nhá. 49.000 quần siêu xịt luôn. Đó. Cái này là không phải bo chung đâu nha, tại đằng sau của nó là hàng dây kéo hàng xịt nha mọi người. Nè, đằng sau dây kéo luôn kèm size S, size M và size L có 49.000. Về cái này mấy chị biết với là áo thun nào cũng đẹp hết. Đó. Ai lấy quần thì ghi giúp em là quần kèm size. Quần kèm size 49. Kèm size SML. M thì gửi xung si. Nó đẹp quá ha. Gửi xung si. Có đơn giường hả? Đẹp quá ha mấy chị ha. Có 49.000 thôi đó. Nào mọi người nhìn cái quần của nó là theo từ trong ra ngoài luôn nhá. Không phải hàng rẻ đâu mấy chị ơi. Quần này là siêu xịn luôn. Đầm cũng có khổ chỉ còn em lấy màu nào á. Nâu đậm, nâu nhạt. Với lại là màu sáng. Cái này là nâu đậm này. Nâu nhạt, màu sáng. 130 em lấy màu nào. Rồi em lấy quần còn màu hồng. Hồng còn sai, còn đủ sai luôn. Hồng còn đủ sai SML. Màu hồng đẹp quá. Hồng kèm sai và nâu kèm sai SML nha. Ai lấy thì ghi dùm em quần kèm sai hồng với lại là màu nâu. Ai lấy hồng với nâu thì ghi giùm em là hồng với nâu nha mấy chị. Kèm size giùm em. Kèm size S, size M, size L. Mọi người ơi, chia sẻ bài lại giúp em đi mọi người. Quần có 49.000 nè mấy má ơi. Quần sale có 49.000 nè. Quần đó 125 nữa đó. Mà sale còn 49.000 cho nó hết luôn. Quần hàng xịt nha, không phải là hàng rẻ đâu. Tại vì em sale rẻ cho mấy chị á. Ai muốn đi đơn luôn thì lấy hai cái. Có 49.000 thôi. Đi đơn luôn. 49.000 là
rồi màu xanh mã 79k luôn, hai ai lấy hai cái thì 150 luôn. Má ơi, cái màu áo này rồi 79k màu xanh mã, xanh với chị 79.000 luôn, áo kèm màu hai cái 100.000 luôn chị nha. Hai áo 100.000. Rồi cái này ghi giùm em là hồng mặt cười 79k. Đó, bà nào có áo thì áo xịt hồng mặt cười 79k giùm em, ai lấy cái nào thì ghi giùm em nhé, kèm size và kèm màu. Alo, kèm màu áo có size, áo không rộng thì size cho chị. Rồi ai lấy thì ghi giùm em màu cũng là áo kèm màu luôn giùm em, áo kèm màu rồi áo đen. Rồi, rồi cái này ghi giùm em là áo đen nha, áo đen cái này mặc cặp với bù siêu đẹp, có hai cái áo đen rồi đó, mặc cặp với bù siêu đẹp luôn. Rồi 79.000 hai cái 150 nha mọi người, bán rẻ. Áo màu đen xịn này, cái hàng Sugar này nó xịn lắm mọi người. Cái này em có một cặp luôn đó, bạn nào mà có bù hoặc là có chồng lấy cả cặp này, còn hai cái đen giống nhau mà chất của nó đẹp lắm, chất nhung luôn chứ không phải chất khăn đâu mấy chị, chất nhung hàng xịn luôn, hàng siêu cấp xịn luôn đó. Xịn ha. Áo phông rộng như này nam nữ gì mặc cũng đẹp đó. Nam là dưới 85 kg, nữ là mặc phông rộng giống quần siêu đẹp. Rồi ai lấy thì ghi giùm em, mọi người muốn lên cái gì nữa nè mấy bà ơi, lên cho một lần rồi vào chốt đơn nè, muốn lên cái gì nữa không? Rồi quần xe cho mấy chị 90, quần này là quần siêu cấp chứ mọi người, mà xe còn 90.000 này, quần siêu cấp á, xe còn 90. Mấy bà muốn like cái gì nữa thì nói để em biết em like cho mấy bà nè. Sao em du vậy nè, quần siêu cấp 90.000. Rồi cái quần này mà mặc với cái áo em mặc là thôi luôn đó mọi người, quần này mọi người lấy một cái màu đen mà mặc với mấy cái áo em đang mặc là đỉnh luôn nè, thấy không, sắc luôn á. 90.000 mà hàng siêu cấp xịn nha mọi người, phải hàng rẻ đâu, nhìn cái chất quần này đẹp chưa đó, 90. Chấm bài hộ em đi mấy bà, đâu hết rồi, cho tôi dấu chấm chứ trời, để tôi còn có động lực tôi like tiếp chứ. Rồi Dung xin dấu chấm đi mấy chị ơi, Pokemon điện trên này trên like luôn đi em ơi, nhắn tin lâu rác inbox lắm. Em mà mua kem cốt hay là mua kem body tip, mua ở trên live luôn đi, mua ở trên live hôm nay kem body tip kem body cốt là được tặng kem body tip, còn mua một kem body tip 250.000 được tặng một hộp nữa, có nghĩa là mua hộp một tặng một, cái này là dưỡng, còn cái này là tẩy trắng cấp tốc này mấy chị, cốt tẩy trắng, cốt tẩy trắng này là 280 tặng một hộp body tip luôn nha. Còn Dung mang xem còn có 110.000 à, quần chúng mang xe còn có 110.000 thôi. Rồi ai lấy thì ghi giùm em nhá. Rồi quần dài loe xả lỗ luôn 175.000, kèm màu và kèm size, quần loe với chị đó. Ai lấy quần thì ghi giùm em, comment với em là quần 175 kèm size ha. Quần này hôm nay mọi người mua là bao rẻ luôn ha, 175 kèm size S, size M, size L, nhưng mà mọi người phải cho những cái màu nữa nha, phải có màu đậm với màu nhạt ha. Quần này mặc đỉnh lắm, bà nào mua 215 rồi là biết cái form. Hôm bữa có được em xe là 185.000, giờ để mấy chị trên like luôn 175 luôn đó, là xe kịch sàn kịch.